Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Mở đầu bản tin dự báo thời tiết hôm nay sẽ có ngay sau đây là tin bão trên biển Đông, cơn bão số 3. Sáng nay, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía tây nam Hồng Kông, Trung Quốc đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 3 năm 2021 có tên quốc tế là Semphaka. Hồi 10 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 21 độ vĩ bắc, 113,2 độ kinh đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 180 km về phía tây nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng tây bắc. Đến 10 giờ ngày 20 tháng 7, vị trí tâm bão ở khoảng 21,5 độ vĩ bắc, 112,7 độ kinh đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 190 km về phía tây tây nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên. Phía bắc vị tuyến 19,5 độ vĩ bắc, từ kinh tuyến 111,5 đến 114,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 10 giờ ngày 21 tháng 7, vị trí tâm bão ở khoảng 21,8 độ vĩ bắc, 111,5 độ kinh đông, trên vùng ven biển phía tây nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 60 đến 90 km/h, giật cấp 11. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày 22 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,6 độ vĩ bắc, 110,3 độ kinh đông, trên đất liền phía tây nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 60 km/h, giật cấp 9. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng nam tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông là cấp 3. Cảnh báo gió mạnh trên biển. Ở vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2,5 đến 4,5 m, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 m, biển động. Khu vực Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tiếp theo bản tin sau này là tin mưa lớn ở phía tây bắc bộ, tây nguyên và nam bộ. Cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc xoáy, gió giật mạnh ở khu vực phía đông bắc bộ, bắc trung bộ và nam trung bộ. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ở khu vực phía tây bắc bộ, bắc trung bộ, nam trung bộ, tây nguyên và nam bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng khu tây bắc bắc bộ, Kon Tum và Gia Lai có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tích được như Phìn Hồ, Lai Châu 99,7 mm, Bó Mừ, Sơn La 100,2 mm, Quán Hành, Nghệ An 92,6 mm, Phú Gia, Hà Tĩnh 50,8 mm, La Giang, Kon Tum 160 mm, Thủy Điện La Rai, Ba Gia Lai 147 mm. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua bắc bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000 m, nên từ ngày hôm nay đến ngày mai ở phía tây bắc bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 120 mm trên đợt, có nơi trên 150 mm trên đợt. Ở phía đông bắc bộ và bắc trung bộ có mưa rào và dông rải rác,
cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Bà con cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Riêng khu vực Hà Nội, từ đêm nay đến ngày mai có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, nên từ đêm nay và ngày mai ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm trên 24 giờ, có nơi trên 120 mm trên 24 giờ. Khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét là cấp 1. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa vừa và dông, có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Từ đêm nay đến ngày 28 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Sang đến thời tiết phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Từ đêm nay đến ngày 28 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Sang đến thời tiết phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Từ đêm nay đến ngày 28 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Xuống đến thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, ngày nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ đêm nay đến ngày 28 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Riêng ngày 24 đến ngày 25 tháng 7, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Nam, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Xuống đến thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam từ 32 đến 35 độ. Từ đêm nay đến ngày 28 tháng 7, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 20 tháng 7, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Sang đến thời tiết Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Từ đêm nay đến ngày 28 tháng 7, đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Lưu xuống thời tiết Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Từ đêm nay đến ngày 28 tháng 7, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối có mưa rào vài, rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.